Và tiếp theo sẽ là phần dự thi của khu Thọ Tràng, phường Yên Thọ với các tiết mục Hợp ca, Đảng là một xuân người Thọ, tiểu phẩm Gậy ông lại đập lưng ông, múa Bình minh trên cờ biển Quảng Ninh. Xin mời quý vị cùng đón xem và cổ vũ. Rồi một ngày cờ bay vẫn vơi trên núi.
tiểu phẩm Gậy Ông Đập Lưng Ông với sự tham gia của các diễn viên Hồng Nhung trong vai cô bán quán, Việt Đỗ trong vai ông Khoan, Mạnh Hơn trong vai ông Khoái, Thanh Hoa trong vai vợ ông Khoái, Lệ Nhung trong vai con ông Khoái, Anh Hoa trong vai trưởng khu, Hoài Thanh trong vai bác sĩ, Ngọc Triều trong vai y tá, Văn Hiệp trong vai thần chết. Cảnh 1 tại quán rượu cô Hồng Nhung. Thổ Nhĩ Kỳ này, rượu gì quán em cũng có nhá. Em nói nhiều với các bác một chuyện này, quán em có một loại rượu này, một người uống này, 3-4 người cùng vui cơ. Ô này, bác Khoái. À, bác Khoan ạ. Ôi giời, tình hình dạo này sức khỏe bác thế nào? À, sức khỏe vẫn tốt bác ạ. Vẫn cái cay cay, vẫn hàng ngày, vẫn phải có đều đấy. Thế bác đang đi đâu đấy? À, tôi ra xem là cụ ta làm đường thế nào, xem có được đền bù nhiều không, vâng. Và tiện thể là đi đón các cháu luôn. À vâng, tôi cũng vậy. Mà này, thời gian hắn còn dài lắm. Tôi với bác vào cái quán đẹp đẹp này làm mini rồi cho nó rực rỡ. Vâng, đi đâu đi. Vâng, xin vâng, mời vâng. Ôi bác Khoan Khoái à, muốn dậu đi sớm đâu thế bác ơi. Ôi trông trong chủ quán này sao đẹp rực rỡ thế nhỉ. Trời ơi, bác em này như vẫn còn ngon lắm đây. Hai bác vào uống gì em phục vụ à. Vậy thì hôm nay anh em ta phải thật say mới được. Vâng. Bà chủ quán đâu? Cho xin chai cuốc lủi nào. Ok, cuốc lủi à, có đây, cuốc lủi đây à. Cốc đây à. Cái cốc to này nhanh say lắm. Uống cho say. Em mời bác. Vâng. À, chúc mừng bác. Vâng. À mà này, sao thế bác? Về cái việc hiến đất ấy, tôi tham khảo kỹ lắm rồi. Vâng. Người ta không đền bù bồi thường gì đâu. Thế bác làm sao? Sao? Bác, các bác thập mưu lắm. À thế à? Tôi ấy, là tôi phải đền bù. Vâng. Mà có đền bù ấy, thì anh em ta mới có tiền uống rượu chứ. Đúng rồi. Ôi giời, cái khổn nhá. Nào, chúc mừng hai bác nào. Rượu ngon các bạn Hiền nha. Mà hôm nay vui này, tôi có một đoạn thơ. À, bác có thơ đấy à? Vâng, tôi có một đoạn thơ đấy à? Tôi đọc nhé bác. Xưa kia, quan ở trên rời. À. Vì ham uống rượu nên rời đầy xuống đây. À. Xuống đây, quan vẫn uống say. À. Thế rồi, sơ gan cổ trướng khoan lại bay về rời. Hay lắm nào. Chúc mừng 100% nào. À thế à, bác Khoan có thơ thì tôi cũng có mấy câu đối này bác. À thế bác đọc đây. Rượu là từ nào, giặc mà ra. Ok, chúc mừng bác. Không ăn chỉ uống cũng lo cha là mất rồi. Ôi ôi, kinh quá. Uống rượu là không cần mồi. Mà có mồi mà không rượu coi như đời bỏ đi. Rượu là người bạn ân tri, cần phải tâm sự mỗi khi vui buồn. Sự đời kẻ ngốc người khôn, chỉ rượu là mới luôn luôn chân thành. Ôi hay quá nào bác ạ. Tôi chúc mừng bác. Ôi giời ơi. Hoàng quá. Ôi tôi chết cha tôi rồi. Làm sao? Chết gì? Đã muộn giờ đó, muộn trẻ rồi. Ôi trời, ba chục quán ơi. Dạ cô em ạ. Bao nhiêu tiền anh gửi đây? 15k thôi ạ. À đây tiền em đây. Dạ em xin ạ. Em thôi bác 5k. Thôi, để lúc khác anh nhận quần đế. Ôi dồi ôi, xong nó Khoan Khoái này thoáng như thế nhỉ. Xong lại quán em nha, tối làm nha. Tối, anh em không được bẻ nha. Bắt bẻ nha. Cảnh 2 tại trạm y tế lưu động.
xe ta buôn trên đường làng, từ đồng quê ta băng qua ba suối đèo đổi nương, xe ta khi thiên 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 trông ai như bác Khoái nhỉ. Ôi dồi chết rồi, ông Khoái. Ôi ông Khoái ơi, ông Khoái ơi, sao này? Ôi dồi vỡ hết mồm miệng rồi. Vỡ hết mồm miệng rồi, tôi gọi điện. Cano, cano, à, báo cáo bà trưởng khu, à, bà ra ngay cái chỗ cột điện nhà ông Khoái ấy. Ông ấy đâm say rượu, ông đâm vào ông tai nạn rồi, nguy hiểm quá. À, có tôi đây rồi. Vâng, vâng. Ôi dồi ôi, Khoan ơi, ông Khoái có làm sao không? Ôi giời, chỉ vỡ hết mồm miệng chết ngất rồi. Tôi đã bảo là gia đình ông bà phải hiến đất cho khu, không hiến đất để cái cột điện chảnh hành ra giữa đường thế. Ôi này ôi, cấp để cứu, bây giờ xảy ra tai nạn như này. Cấp cứu người đấy. Ông này đập lưng ông thôi. Bà con ơi, cấp cứu nào. Ôi trời ơi. Ôi trời, uống nhiều nặng quá. Đấy, khổ chưa. Này, ông ơi, thế tôi hỏi thật nhá, hai ông uống rượu ở mãi đâu đấy? Uống ở cái quán đẹp đẹp trong này. Quán nào mà say thế? Uống nhiều quá. Ơi, này ông ơi, tới đây là tôi sẽ chỉ đạo dân hiến đất thẳng con đường này, cắt ngang con đường này, vâng, không thay vâng. Là cái đường xóm như thế này được. Vâng, nhất mà tôi nói với ông này, từ nay trở đi đừng uống rượu say nữa, vâng. Nhớ chưa? Vâng, vâng, vâng. Và tới đây tôi sẽ chỉ đạo coi vậy rằng là dứt khoát là phải họp dân. Vâng, vâng. Tôi vâng. Đi đi về vào đây. Vâng. Nghiện rượu này, này thì nghiện bia này, nghiện rượu này, ai ông Khoái ơi, là ông Khoái ơi, các bác ơi, các bác có biết chồng em vừa tai nạn nằm ở phòng nào đấy nhỉ? Không, ôi giời ơi, đây rồi, thế ông có đau lắm không? Bà nói là tôi không làm sao, tôi thoát chết rồi. À, như thế này mà còn bảo không làm sao à? Đấy mà, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần là bỏ rượu đi. Nhưng ông có nghe tôi đâu, bây giờ xảy ra tai nạn như thế này mà nó gãy chân, gãy tay ra thì ông định làm khổ mẹ con tôi một lần nữa à? Các bác ơi, tôi đang ở đâu thế này? Bác đang ở trạm lưu tế, lưu động. Này bác ơi, bác tỉnh rồi à? Này bác ơi, thần chết không từ bỏ bất cứ một ai. Cho nên bác hãy nhớ khi tham gia giao thông, bác tuyệt đối không được uống rượu, uống bia để đảm bảo tính mạng cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Bác nhớ nhé. Dạ vâng ạ. Bố ơi, bố ơi, ôi trời ơi, bố ơi, bố tai nạn rồi bố ơi, bố có đau không, bố làm sao bố ơi à bố? Con ơi, bố không làm sao con ạ, thế con đi đến đây bằng cách nào? Ôi trời ơi, bố ơi, con đi học về, các bạn con bảo là bố mày say rượu ngã ở kia rồi. Con đã bảo bố nhiều lần rồi, bố thương mẹ và con đừng uống rượu nữa. Đến trường các bạn chê cười con là bố uống rượu, con rất là xấu hổ bố à. Bố biết rồi, bố xin lỗi con. Bố hứa từ lần sau bố sẽ không uống rượu bia nữa. Vâng, bố nhớ nhá. Này, gia đình hai bác lên nhớ này và lắng nghe một lần nữa này. Thực hiện theo nghị quyết của số 100LBCP của năm 2019, những người tham gia giao thông đi trên đường trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn từ 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở thì sẽ phải xử lý phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và tạm giữ phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Và đặc biệt quyết định thứ hai, thực hiện nghị định số 100LBCP của năm 2019, những người tham gia theo mô xe trên đường trong máu hoặc hơi thở có nồng độ từ 50mg đến 80mg trên 100 lít máu hoặc 0,4mg trên 1 lít khí thở thì sẽ xử lý phạt từ 4 đến 5 triệu đồng và tạm giữ phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Đặc biệt theo quy định thứ 3, thực hiện nghị định số 100LBCP của năm 2019, những người tham gia giao thông đi trên đường trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn từ 80 đến 100ml hoặc 0,25ml trên
một lít khí thở sẽ xử lý phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và tạm giữ phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Gia đình ông bà đã nghe rõ chưa ạ? Dạ, em nghe rõ rồi ạ. Nhưng mà lần này vi phạm tôi sẽ xử lý gọi công an để phạt cho gia đình ông bà. Alo! Báo cáo bà trưởng khu. Em biết lỗi rồi, em vi phạm lần đầu. Mong bác giơ cao đánh khẽ tha lỗi cho bọn em. Thế lần đầu tiên chúng tôi sẽ phải tha. Gia đình ông bà phải chấp hành nghiêm chỉnh, nhớ chưa? Chúng em nhớ rồi. Thưởng thôn ạ. Kính thưa bà con, vừa rồi chỉ vì hớp rượu mà tôi gây tai nạn, tí nữa mất mạng đấy bà con ạ. Qua đây tôi cũng rút ra được một bài học vô cùng quý giá cho riêng mình. Và tôi sẽ hứa từ nay khi tham gia giao thông tôi sẽ không uống rượu bia nữa, để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. À bà Loa ơi, mai tôi nghe ngày mai tôi sẽ hứa. Thế ông hứa gì nào? Tôi hứa sẽ hiến đất. Tôi hứa sẽ hiến đất cho khu, để khu ta làm một con đường khang trang, đẹp đẽ. Như thế mới xứng đáng là một công dân của khu phố văn hóa, trên con đường hội nhập, có phải không bà con? Thế mới đúng là ông khoái thời đại 4.0 chứ. Vâng, tôi cũng vậy. An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người, là hạnh phúc của mọi nhà. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn hoa bao giờ thất cao, dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích, dù gió cách hai ngàn đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh